Chào mừng các bạn quay trở lại với RTK Media. Ở clip tuần trước, chúng ta đã cùng nhau điểm qua 4 vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng top 8 movie team up hay nhất của Super Sentai vào thế kỷ 21. Ngày hôm nay, hãy tiếp tục cùng chúng mình tìm hiểu 4 vị trí còn lại, cũng là những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng lần này, để cùng tìm ra đâu là bộ phim team up Super Sentai hay nhất nhé. Giờ không để mất thêm thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng bắt đầu luôn nào. Đứng ở vị trí thứ 4, Tensou Sentai Gosager vs Shinkenger Epic Onkimaku, ra mắt vào năm 2011. Alata đụng độ Kananashi và tên Ayakashi Madakodama khi đang trên đường đi mua sắm. Sức mạnh Tensou của cậu không hề có tác dụng lên hắn nên đã bị tên Ayakashi này đánh gục. Trước tình thế nguy cấp, Shiba Takeru, tộc trưởng 19 của nhà Shiba, đã đến ứng cứu. Trước khi kêu gọi các cận vệ của mình quay trở lại, tộc trưởng Takeru đã tới nơi ở của nhóm Gosager để bàn kế hoạch tác chiến. Cho rằng đám Gedoshu hồi sinh đồng nghĩa với việc tên huyết tế Dokoku cũng sống lại. Họ phải sớm tìm ra cách ngăn chặn đại họa này. Xong, khi các Gosager và nhóm của Takeru tới chiến đấu với đám Bibi và Nanashi, họ đụng độ kẻ phản diện đích thực, không phải huyết tế Dokoku mà là Buredoran. Hắn này là thống lĩnh của các Gedoshu, người kế thừa di nguyện của Dokoku. Gosager cùng Chiaki và Ryunosuke chiến đấu với đám Bibi và Nanashi, trong khi Takeru đối đầu với Buredoran. Giữa trận chiến, hắn đã bắt cóc Takeru đi rồi biến mất. Trước tình hình đó, các Gosager phải đi đón hai thành viên còn lại của Shinkenger là Kotoha và Mako để bàn kế hoạch tác chiến. Khi cả hai nhóm chiến đội vừa tụ họp đầy đủ thì bị tấn công bởi Takeru. Nay anh đã mất đi ý chí và mang sức mạnh của tà đạo Gedo Shinkenred. Takeru áp đảo cả nhóm Gosager một cách dễ dàng. Mặt khác, các Shinkenger không thể hạ quyết tâm chiến đấu vì kẻ thù họ phải đối mặt lại chính là thiếu chủ của mình. Trước nguy hiểm cận kề, Alata liều mình xả thân bảo vệ cho nhóm Shinkenger và bị trọng thương. Trước sự áp đảo của thế lực phản diện, cùng việc thiếu chủ của mình đang đứng ở phía đối nghịch chiến tuyến, các Shinkenger và cả Gosager phải làm gì để vượt qua thử thách này? Lý do mà Tensou Sentai Gosager vs Shinkenger Epic Onkimaku đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng là bởi phim đã thành công trong việc xây dựng một thế lực phản diện vô cùng áp đảo, đặt hai nhóm chiến đội vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, buộc họ phải cùng hợp sức để vượt qua thử thách. Mạch phim được làm rất căng thẳng, nhiều kịch tính, nhiều nút thắt, nhiều nghịch lý và cả những mâu thuẫn. Qua đó khắc họa một cách trọn vẹn tinh thần chiến đấu của các Gosager, cho thấy họ xứng đáng kế thừa gánh vác trọng trách mà các Shinkenger để lại. Chúng ta cũng thấy được nhóm Shinkenger đã trưởng thành hơn rất nhiều sau một năm, và cũng rất hiếm khi hai Red Senshi của hai đội Sentai không có kèo va chạm nào khi vừa mới gặp mặt. Sự phối hợp xuất sắc của thành viên hai đội đã tạo ra những sự kết hợp mang đầy tính fan service. Bật mí là hẳn các bạn sẽ thấy rất hào hứng khi mà nhờ vào Gosager, chúng ta được chứng kiến toàn bộ các thành viên của Shinkenger được lên dạng Super. Màn debut ấn tượng của Gokaiger cũng là một đặc sắc rất thu hút của phim. Tuy nhiên, vì mạch phim nặng nề cộng với phần âm nhạc có phần hơi nhẹ đô khiến chúng ta lại mất đi sự sôi động hoành tráng như các bộ team up trước đó. Tiệu chung lại, nếu như bạn muốn tìm tới một team up gay cấn, căng thẳng từ đầu tới cuối thì Tensou Sentai Gosager vs Shinkenger Epic Onkimaku chính là phần phim phù hợp dành cho bạn. Vị trí số 3 trong bảng xếp hạng thuộc về Chuken Sentai Gekirenger vs Bokenger. Phần phim bắt đầu khi Kaze no Shizuka lèn vào Scratch để đánh cắp một quả cầu đỏ, buộc các Gekirenger phải truy đuổi cô. Ngay lúc đó, các Bokenger cũng xuất hiện để thu hồi lại báu vật từ tay của Shizuka. Ai cũng muốn đoạt lại quả cầu về tay mình, không chịu khoan nhượng. Chính vì sự không hợp tác giữa đôi bên đã khiến cho Gekirenger và Bokenger buộc phải chiến đấu với nhau. Định nhân cơ hội tẩu thoát, xong Shizuka đã bị Boken Shiver tóm gọn và bị anh thu hồi lại quả cầu. Ngay lúc đó, Satoru Akashi, Boken Red, đội trưởng của nhóm Bokenger xuất hiện sau chuyến thám hiểm vũ trụ. Anh lạnh lùng đánh cắp quả cầu và bỏ đi. Hai nhóm chiến đội quay về trụ sở của Scratch. Ở đó, Master Shiafu đã hé lộ nguồn gốc của quả cầu đỏ. Đó là một trong hai vật phẩm thuộc sở hữu của bậc thầy quyền pháp vũ trụ Pachacamac. Chúng sở hữu năng lượng đáng sợ, có thể đe dọa tới an nguy của nhân loại. Nối tiếp sự kiện đó, Sakura cùng Akashi tới võ đường Rinju để lấy quả cầu xanh. Ở đó, họ đã đụng mặt Ryo và Mele. Akashi đã thuyết phục Ryo về chung chiến tuyến, hòng lĩnh hội quyền pháp vũ trụ tối thượng. Với bản tính tham vọng, thèm khát sức mạnh của mình, Ryo không ngần ngại gia nhập chung chiến tuyến với nhóm Akashi. Cùng lúc đó, hai nhóm chiến đội phải tới ngôi đền Nanpatuta ở Nam Phi để ngăn chặn mối họa này. Nhưng không may thay, họ đã tới quá muộn khi hậu duệ của Pachacamac, Pachacamac đệ nhị đã kịp hồi sinh, biến Ryo, Mele và Baka trở thành tay sai cho mình. An nguy của trái đất đang bị đe dọa nghiêm trọng. Lý do gì đã khiến Akashi và Sakura tiếp tay cho thế lực tà ác? Bokenger cùng Gekirenger phải làm gì để ngăn chặn Pachacamac đệ nhị? Chúng ta sẽ được biết thông qua phần phim này. Nhìn chung, Chuken Sentai Gekirenger vs Bokenger là một phần phim cuốn hút với cốt truyện ổn định, nhiều bí ẩn, nhiều nút thắt. Phim khắc họa rõ nét tinh thần phiêu lưu của nhóm Bokenger
cùng sự nhiệt huyết của các Genki Ranger. Dưới đòn bẩy là sự phản bội vô cớ của Akashi, sợi dây liên kết, cảm xúc đồng đội của nhóm Bokenger được đẩy lên cao trào. Những phân cảnh chiến đấu trong phim cũng vô cùng đẹp mắt và cũng chính là điểm nhấn của phim. Sự kết hợp giữa quyền khí cộng với tinh thần phiêu lưu bất diệt đã đẩy tinh thần của phim lên cao trào một cách mạnh mẽ như đúng với tinh thần của Super Sentai. Phim đem nhiều sự gay cấn khi có cho mình một kẻ phản diện thực sự áp đảo, đặt hai nhóm chiến đội tới giới hạn của bản thân và buộc họ phải nỗ lực hết sức để ngăn chặn hắn. Với những gì Jukken Sentai Genki Ranger vs Bokenger đã làm được, phần phim này xứng đáng với vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng. Đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng là một cái tên không còn xa lạ đối với các fan toku tại Việt Nam, một bộ phim có lẽ đã đi cùng tuổi thơ của rất nhiều khán giả, đó là Nippu Sentai Hurricaneer vs Garanger. Khi đang chiến đấu với đám Magerappa, nhóm Hurricaneer bất ngờ bị tập kích bởi các Garanger. Ngạc nhiên hơn, nay họ không còn chiến đấu cho công lý nữa mà lại đứng về phe của Jakanja. Một cuộc chiến giữa hai nhóm chiến đội đã nổ ra. Bằng kỹ năng và kinh nghiệm của mình, các Garanger dễ dàng hạ gục nhóm Hurricaneer. Không còn cách nào khác, Yosuke cùng đồng đội phải tạm thời rút lui. Khi trở về căn cứ và cùng chị Oboro, quán trưởng, tìm hiểu về thân thế của các Garanger. Sau đó tại căn cứ của Jakanja, một kẻ phản diện mới là Chubozu, em trai của hắc ám giáo đầu thứ hai, Chuzubo, xuất hiện, tuyên bố kế hoạch tác chiến mới, hòng có cơ hội ngồi lên vị trí của người anh đã khuất. Nhóm Hurricaneer bất ngờ khi nghe tin Iku và Ishu đang đụng độ các Garanger. Nhóm Yosuke để ngăn chặn cuộc chiến nhưng bất thành. Ngược lại, các Garanger triệu hồi Power Animal. Gao King đã dễ dàng hạ gục Senpujin và Goraijin. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc khi Finn Blade của Gao King đang kề sát cổ Senpujin, một giọng nói vang lên khiến Gao King mất tự chủ. Đó chính là Taigase, Gao White. Cô đã tạm thời đánh thức ý chí của các siêu thú và cứu nguy cho nhóm Hurricaneer. C kể cho nhóm Hurricaneer nghe về việc các Garanger thật bị bắt cóc và đánh cắp sức mạnh. Trước sự áp đảo tới từ các Garanger mạo danh cùng kế hoạch hiểm độc của tên Chubozu, các Hurricaneer phải làm gì để vượt qua tình thế khó khăn này? Tất cả sẽ được hé lộ trong Nippu Sentai Hurricaneer vs Garanger. Nhìn chung để nhận xét, Nippu Sentai Hurricaneer vs Garanger là một bộ phim mang đầy đủ những yếu tố cần thiết của một phần team up mẫu mực. Phim có một cốt truyện ly kỳ với những uẩn khúc thu hút người xem, những trận đấu mãn nhãn và những khoảng kịch tính cao trào vô cùng thú vị. Không những vậy, phim lột tả một cách trọn vẹn về sức mạnh cũng như tinh thần của cả hai nhóm chiến đội. Việc phân chia đất diễn trong phim cũng rất tốt khi từng thành viên trong hai nhóm chiến đội đều có vai trò của riêng mình và không ai bị lấn át hay lù mờ. Trải qua rất nhiều thử thách, nhóm Hurricaneer chứng minh được bản thân một cách đầy thuyết phục trước các tiền bối của mình. Ngược lại, các Garanger cho thấy sự mạnh mẽ, dày dặn kinh nghiệm, góp sức hỗ trợ một cách tối ưu cho đàn em. Quá trình tương tác giữa hai nhóm chiến đội cũng được xây dựng khá tốt. Những thành viên được đặt vào những tình huống đủ sức thuyết phục để có thể thấu hiểu và gắn kết với nhau theo một cách vô cùng tự nhiên. Để rồi sau khi cùng sát cánh bên nhau, hay trước khoảnh khắc tiễn biệt, người xem có thể cảm thấy một sợi dây liên kết ấm áp giữa Hurricaneer và Garanger. Trận chiến bằng các cát tai trong phần phim này cũng được đầu tư vô cùng, với thời lượng khá dài và nhiều diễn biến gay cấn. Màn kết hợp đặc sắc sức mạnh của cả hai chiến đội sẽ khiến cho người xem cảm thấy rất phấn khích. Tiệm chung lại, so với mặt bằng chung phần phim team up, Nippu Sentai Hurricaneer vs Garanger là một trong những phim xuất sắc và trọn vẹn nhất, xứng đáng với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Thật là bất ngờ khi bộ phim được nhiều người trông đợi sẽ đứng top 1 lại chỉ dừng chân ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng của nhóm, phải không? Vậy trước khi đi vào tìm hiểu cái tên máu mặt nào đứng ở vị trí đầu tiên, thì hãy cùng nhóm điểm qua một gương mặt mới triển vọng, tuy không xếp hạng trong danh sách nhưng lại khá thú vị và xứng đáng được nêu tên nhé. Super Sentai Psycho Battle. Tên gọi đầy đủ là 4 tuần đặc biệt liên tục của Super Sentai Psycho Battle, là một mini series của Super Sentai được phát sóng trên kênh TV Asahi vào ngày 17 tháng 2 năm 2019, sau khi series Kaito Sentai Lupin Ranger vs Keisatsu Sentai Path Ranger kết thúc và trước khi Kishiru Sentai Blue Soldier công chiếu. Đây có thể coi là một phần phim team up khá đặc biệt khi tất cả các thành viên từ những nhóm Sentai góp mặt, chia đội để đấu với nhau. Câu chuyện bắt đầu khi một nữ phù thủy tên Rita chiêu mộ toàn bộ những anh hùng của Super Sentai tới hành tinh Nemesis cho một giải đấu để tìm ra đội mạnh nhất. Cứ sau 500 năm, người ta nói rằng vũ trụ sẽ xảy ra một hiện tượng huyền bí gọi là Mobius Connect trong thời khắc mở ra kỷ nguyên mới và kết thúc thời kỳ Heisei vào năm 2019. Được biết, đội giành chiến thắng trong Super Sentai Psycho Battle sẽ được hiện thực hóa một điều ước. Tuy nhiên, trong trận chiến này tồn tại một thế lực mang tên Gaisok. Hắn xuất hiện để săn lùng và tỉ thí những chiến binh mạnh nhất. Nhân vật chính trong phần phim này bao gồm Captain Marvelous, Stinger, Kizakiri Yamato, Igasaki Takaharu và Izumi Kagura của đội lập dị. Qua những trận đấu cùng các đội khác để hiện thực hóa giấc mơ của mình, họ vẽ màn thân phận của Gaisok cũng như những bí ẩn đằng sau giải đấu bất thường và mờ ám này. Để nói về Super Sentai Psycho Battle, phần mini series này tuy không phải quá xuất sắc với thế lực phản diện mờ nhạt và một câu chuyện đơn giản,
Xong, điểm mạnh của phim là việc quy tụ một vài gương mặt senshi tiền bối khá tạo được thiện cảm trong lòng khán giả như bác sĩ Kakeru Shishi, Garrett, Takao Kaeji, Boke Silver hay Doggy Kruger, Ika Master, v.v. Cùng với đó là các cảnh hành động rất mãn nhãn trong từng trận tỉ thí của các đội Sentai. Kỹ xảo trong phim cũng được làm khá đẹp và mượt mà. Đặc biệt không thể không kể tới là nhạc phim của mini series này vô cùng bắt tai, ca khúc Psycho, Psycho Superstars với giai điệu hào tráng được thể hiện cực kỳ xuất sắc qua giọng ca đầy nội lực của nam ca sĩ Nobu. Tiệm chung lại, đây là một trong những phần phim truyền tải rất trọn vẹn tinh thần của Super Sentai. Giữa một mặt bằng chung chất lượng phim Super Sentai từ TV series cho tới team up đều đang đi xuống, thì Super Sentai Psycho Battle là một tân binh khá có triển vọng, một cái tên đáng để lưu tâm cho những bạn yêu thích loạt phim Super Sentai. Và giờ là giây phút quan trọng nhất trong clip ngày hôm nay, tìm ra vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng top 8 movie team up Super Sentai hay nhất của thế kỷ 21. Nằm ở vị trí đầu bảng, phần phim chúng mình đánh giá cao nhất chính là Mirai Sentai Time Ranger vs Go Go 5. Phim lấy mốc thời gian giữa Case 35 và Case 36 của Mirai Sentai Time Ranger. Trong lúc anh em nhà Tatsumi đối phó với vụ hỏa hoạn trong thành phố, các Time Ranger đương đầu với tên tội phạm Boribaru. Xong, bằng cách nào đó, hắn đã sống sót sau phát bắn tất sát Press Refreezer của Vortex Bazooka, phản công áp đảo các Time Ranger rồi bỏ đi. Chứng kiến trận đấu đó, anh cả Matoy của nhà Tatsumi vô cùng phẫn nộ trước sự nghiệp dư của các Time Ranger. Sau đó, tại xào huyệt của băng Londas, gã quản gia Pierre của tộc Saima xuất hiện, tiết lộ hắn chính là kẻ đã cứu thoát cho Boribaru khỏi phát bắn chí mạng. Pierre đề xuất được hợp tác cùng băng Londas, sử dụng ma thuật bóng tối của mình để giúp chúng chống chọi lại các Time Ranger. Chớ trêu thay khi mà cách đây vài nốt nhạc mà tôi vừa buông lời cay đắng với nhóm Time Ranger, thì nay anh em nhà Tatsumi lại tìm tới trụ sở của nhóm Tatsuya để giúp tìm cha. Cha của họ đã biệt tâm đâu đó và cầm theo 5 Go-Go Brace. Thiếu thiết bị này, họ không đủ sức để đối chọi lại với đám Londas. Các Go-Go Five không tin tưởng giao trách nhiệm bảo vệ trái đất cho Time Ranger. Ngay lúc đó, đám quái vật xuất hiện trong thành phố. Chúng đều là anh em họ hàng gần xa của những tên tội phạm đã bị Time Ranger bắt giữ. Pierre cường hóa ma thuật bóng tối cho đám tội phạm Londas, khiến đòn đánh của Time Ranger không còn công hiệu. Saima và Londas liên thủ với nhau, tai họa chồng chất tai họa. Vừa kịp lúc, cha của nhóm Go-Go Five trở lại, trao cho họ Go-Go Brace để chắc xô chống lại lũ Londas. Trước tình thế bị áp đảo, Pierre giải phóng sức mạnh bóng tối của Boribaru, một sức mạnh âm tính cực đại đã tạo ra vết nứt thời không, hút hai nhóm chiến đội về các mốc thời gian khác nhau. Tất cả tuyến phòng vệ tối ưu nhất của trái đất này đã không còn, đám Londas thì đang ngang nhiên lộng hành. Go-Go Five cùng Time Ranger phải xử lý ra sao trước tình hình này? Nhìn chung thì Time Ranger vs Go-Go Five là một sự kết hợp rất tốt về nội dung cũng như chiến đấu. Mọi thứ đều có sự liên kết một cách chặt chẽ, giải quyết được rất nhiều vấn đề vốn còn mắc lại ở phần phim Go-Go Five. Hai đội đều hướng tới chung một mục tiêu nhưng lại không thấu hiểu hành động của nhau. Qua đó, phim xây dựng được những mâu thuẫn rõ rệt, vừa từng bước hóa giải những bất đồng đó khiến cả hai chiến đội trở nên hiểu nhau và đoàn kết hơn. Chung quy lại, phần phim có sự ổn định trong nội dung, phần chiến đất diễn cho từng nhân vật đồng đều cùng lối dẫn dắt rất hợp lý. Mượn thời gian để giải quyết những vấn đề như tại sao nhóm Go-Go Five lại có robot để chiến đấu khi mà toàn bộ robot của họ đều đã chìm dưới biển một năm trước. Sự nhiệt huyết của nhóm Go-Go Five đã giúp kéo tinh thần của bộ phim lên, bù trừ cho gam trầm đặc trưng của Time Ranger. Cũng như màn truyền lửa giữa hai robot, hai nhóm chiến đội đã trở thành một chi tiết ẩn dụ khắc họa rõ vai trò tương trợ, tương mỗ lẫn nhau. Cùng mang đầy đủ những yếu tố cần có của một bộ team up mẫu mực như Nippon Sentai Hurricaneer vs Sky Ranger. Xong, điều khiến cho Mirai Sentai Time Ranger vs Go-Go Five vươn lên đứng ở vị trí đầu bảng chính bởi một cốt truyện gay cấn, chặt chẽ, u tối hơn, có được từ chính tinh thần của hai series là Go-Go Five và Time Ranger, đều mang một sắc thái đen tối của thế giới đứng trước mối nguy tận thế, với hơi thở đặc trưng của những bộ Sentai cuối những năm 2000. Khi nhóm đánh giá phim dựa trên góc nhìn của khán giả trưởng thành, chính sự u tối, gay cấn này đã khiến chúng mình cảm thấy ở Mirai Sentai Time Ranger vs Go-Go Five có một điều gì đó nhỉnh hơn. Đó là lý do phim xứng đáng đứng ở vị trí danh giá nhất trong bảng xếp hạng lần này. Vậy, trên đây là top 8 movie team up hay nhất của Super Sentai trong thế kỷ 21. Tất nhiên, đây chỉ là những đánh giá dựa trên quan điểm cá nhân của nhóm mà thôi. Nên nếu các bạn thấy có phần phim nào thú vị hơn mà chưa được xuất hiện trong bảng xếp hạng lần này, hãy để lại comment cho chúng mình biết nhé. Đừng quên like, share video để nhiều người biết tới sản phẩm của RTK Media hơn nhé. Nhớ subscribe và ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những sản phẩm mới nhất được chúng mình tung ra trong tương lai. Và nhớ like cả fanpage của chúng mình nữa để cập nhật những thông tin mới thú vị về Tokusatsu. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. Annetとは全て封印した。お前が最後だ。ジョーカー。俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。